Thông thường đối với những cái bệnh gút ở người cao tuổi ấy, thì cái số lượng mà các cái khớp mà xuất hiện cơn đầu tiên của bệnh gút ấy, thường là nó lại hơi khác với người trẻ. Người trẻ thì cái triệu chứng mà bệnh gút xuất hiện các cái khớp đau, sưng nóng đỏ đau một cái khớp do gút thì thường là xuất hiện ở cái khớp bàn ngón một, hoặc là khớp cổ chân hoặc là khớp bàn ngón chân là với tỷ lệ cao. Tuy nhiên đối với ở người già, người cao tuổi ấy, thì cái tình trạng mà các cái khớp bị viêm do gút ấy, thì thường người ta sẽ xuất hiện ở các vị trí khác, ví dụ như là khớp gối, rồi khớp cổ tay, khớp khuỷu tay. Nó xu hướng nó đi lên so với những cái trường hợp mà bệnh gút ở người người trẻ là thường là các bị ở các cái khớp ở bên dưới thấp hơn. Chính vì vậy nên là cái việc mà chẩn đoán được bệnh gút thì chúng ta phải căn cứ vào nhiều cái yếu tố. Việc xét nghiệm cận lâm sàng cũng rất cần thiết trong cái trường hợp mà chúng ta vẫn còn đang nghi ngờ cái việc mà chẩn đoán, và nó có một cái tiêu chuẩn để bộ tiêu chuẩn để